Muốn đến Liên Quân tại liênquân.rẻ.vn, uy tín chất lượng. Chào mừng bạn đến với channel trải nghiệm game. Các game thủ Liên Quân Mobile đã có thể mua mắc bằng quân huy kể từ bây giờ. Nhưng nên nhớ, đây là vị tướng có độ khó cao. Vị trí cuối của mắc có rất nhiều tác dụng, nên yêu cầu người chơi phải biết đọc tình huống cực kỳ nhanh và xác định đúng đối tượng để mà tấn công. Để mua mắc về đeo đanh thuận lợi, tránh tình cảnh fail vô tội vạ vì quá ảo tưởng sức mạnh, thì game thủ Liên Quân Mobile cần phải vận dụng tốt các mẹo sau. Đây đều là các kinh nghiệm dựa trên các tình huống thực chiến thực sự, chứ không phải là dựa trên lý thuyết. Mẹo 1. Xác định con mồi cần thường xuyên bắt lẻ từ sớm. Từ mức rank kim cương trở lên, áp dụng ban pick, nhưng ở dưới rank bạch kim trở xuống thì bạn không thể biết đối phương chọn các tướng nào. Vì thế mà khoảng thời gian loading trận đấu là lúc bạn cần phải chọn một hoặc hai con mồi ưa thích thật nhanh. Đối tượng được nhắm đến đa phần là các xạ thủ hoặc là pháp sư máu giấy bên phía đối phương. Trước khi từ bệ đá di chuyển ra ngoài, nên chắc trong đồng đội để nhờ người ta đánh úp con mồi đó hoặc là cấu rỉa máu. Việc thay đổi đối tượng địch có thể dựa trên độ xanh của chúng sau khoảng thời gian nhất định. Có thể ở đầu game vị tướng này yếu, nhưng mà late game mạnh thì chúng ta lại chuyển sang vị tướng khác. Nhưng quan trọng là đồng đội của bạn phải phối hợp và cấu rỉa máu để mà giúp cho mắc thực hiện thành công hơn các pha tấn công của mình. Mẹo 2. Quan sát và đánh giá đúng tình hình tướng địch đang đi lẻ. Trong thực chiến, nếu con mồi đi đường hoặc đi mid thì mắc và tướng đồng minh phải tìm cách hạ gục máu trắng với cú nhảy vọt gây choáng từ chiêu 2 và hiệu ứng đẩy lùi từ chiêu cuối có thể khiến nạn nhân đi lẻ khó thoát. Nhưng trước khi bật chiêu ra đạn đạo để áp sát ngay tướng địch máu giấy, phải thật tính toán khoảng cách giữa con mồi và chỗ địch với các đồng minh của nó trước kế lượng vàng hai bên đang có. Nên đợi đối thủ dâng lên thật cao một chút thì toàn bộ hiệu ứng khống chế mà mắc gây ra mới có hiệu quả tối đa. Tuyệt đối không bật chiêu cuối nếu quân địch đông hơn tại vùng giao tranh. Ngoài ra, đối tượng được chọn dù có đi lẻ, nhưng nếu hắn ta lượng đồ vượt trội lại có khả năng cơ động như là Airi, Rứa Bố, Zuka, Nagrod thì người dùng mắc không nên cố húc vào làm gì cả nếu không nắm chắc được khả năng hạ gục đối thủ. Đừng quên, mắc lối lên trang bị không phải là mắc sát thương đâu, mà đa phần là đồ thủ. Chứ vậy cần một thời gian nhây lì, nên nếu đối thủ mà bên cạnh lại có đồng đội thì chớ có dặn mặt đi vào. Mẹo thứ 3, tận dụng lần kích hoạt thứ 3 của chiêu cuối cho chiến thuật đảo đường. Chiêu cuối radar đạn đạo của Mark là một trong các chiêu thức ảo diệu và phức tạp bậc nhất Liên Quân, vì nó có tới 4 lần kích hoạt tối đa. Lần thứ nhất giúp soi sáng kẻ địch trên toàn bản đồ. Lần thứ hai giúp Mark bay đến vị trí một trong số tướng địch. Lần thứ ba là đưa Mark hạ cánh xuống vị trí nhất định trên hành trình. Lần thứ ba này nếu áp dụng linh hoạt và khéo léo có thể hỗ trợ việc ăn rồng hay kinh công rất hiệu quả. Đơn cử như Mark đang trợ giúp thủ trụ với đồng đội ở trụ ngoài thì các bạn có thể lập tức vận dụng chiêu cuối để mà kiểm soát tầm nhìn của tất cả các tướng địch ở trên bản đồ ở đâu, như dựa vào bản đồ nhỏ. Tiếp theo, lần di thứ hai ở chiêu cuối các bạn có thể xác định được vị trí của vị tướng và mục tiêu chỉ định riêng biệt đó. Lần thứ ba, các bạn có thể tấn công về hướng đó. Lần thứ tư, các bạn nếu mà không muốn tấn công mà chỉ là muốn mượn đường thôi là ấn hủy chiêu thức đó. Rất tuyệt vời đúng không nào? Chiêu thức của Mark là một sự cơ động, sự biến ảo khó lường, có thể sử dụng để kiểm soát tầm nhìn với lần thứ nhất, có thể di lần thứ hai để mà kiểm soát từng mục tiêu riêng biệt. Lần thứ ba có thể khiến cho Mark tấn công vào mục tiêu đó đánh thẳng mặt, hoặc là lần thứ tư hủy chiêu thức đi, không tấn công vào đối thủ đó. Đó là cách mà sử dụng Mark cần phải phối hợp nhịp nhàng và đưa ra lựa chọn máu trắng chính xác để mà có thể sử dụng chiêu cuối mắc hiệu quả nhất. Mẹo 4, tận dụng lần kích hoạt thứ hai của chiêu cuối để mở giao tranh. Rất nhiều tướng sử dụng chiêu thức có hiệu ứng để lùi về để giao tranh hiệu quả như là Thane, Red và nổi bật nhất chắc hẳn là Superman rồi. Tuy nhiên, mắc có thể làm được điều này với cú húc đối thủ bằng tàu bay khi bật chiêu cuối lần hai. Bản thân vị tướng này được kháng hiệu ứng tăng miễn thương và làm tổ đội đối thủ dính hiệu ứng điện tích liên tục. Tình huống mà Mark dùng tàu bay lao tới húc thường là khi đối thủ kéo người đi săn nhau, anh em thể đẩy rất là nhiều người và gây sát thương rất lớn nhằm phá trụ hoặc là thủ trụ. Nhưng để mở giao tranh hiệu quả, thời điểm mà Mark chuẩn bị lao tới húc vị tướng này cần có đồng minh đi theo sau trợ giúp. Việc húc đối thủ và văng ra gây nguồn sát thương rất lớn, đặc biệt là các vị tướng chủ lực ngay sau đó. Dù Mark có phải hạ, tức là dù Mark có phải lên bảng điểm số ấy,
thì đều hoàn thành nhiệm vụ. Một là khép góc chủ lực của đối thủ không để cho hắn ta tham gia giao tranh được. Ví dụ như bạn tấn công một vị tướng xạ thủ mà giao tranh đang xảy ra thì chắc chắn đối phương thiếu mất nguồn sát thương chủ lực vô cùng quan trọng. Đó là lý do vì sao cho dù mắc có phế thì đều có tác dụng, chỉ cần lên toàn đỡ bộ để mà full tank. Cho dù về cuối game ra sao thì mắc là một vị tướng siêu châu bò, khép góc thì khó mà chủ lực nào muốn đấu với hắn ta. Đừng quên, sát thương mà mắc gây ra toàn là sát thương chuẩn mà thôi. Mẹo 5, phối hợp với tướng đồng minh để áp chế đối thủ bằng số đông vượt trội. Khi sử dụng chiến thuật biến người để đối đầu với đối phương thì ngoài mắc ra còn có thể có Xenia và nhiều vị tướng khác để mà kết hợp cùng mắc. Các bạn đừng quên rằng nếu mà có Xenia trợ giúp, mắc là một cái khả năng tấn công băng trụ cực kỳ bá đạo. Nhưng ngoài ra nếu mà kết hợp với nhiều vị tướng khác, ví dụ điển hình như là Batman để có khả năng dò đường tốt hơn và tấn công bất ngờ, hoặc có thể là Illumia với pha thần trận cực kỳ đáng gờm khiến cho mắc càng thêm lợi hại hơn. Mắc là một vị tướng cần sự phối hợp cực kỳ lớn từ đồng đội. Nếu đồng đội không phối hợp tốt cùng bạn, mắc rất khó mà hành động. Mắc chẳng khác gì một vị tướng như Butterfly, cần đồng đội dồn sát thương và gây sát thương giúp cô nàng có thể giải quyết các đối thủ mau chóng và hồi được nội tại một cách nhanh nhất. Mắc đều vậy, mắc cần đồng đội trợ giúp để mà tiêu diệt đối thủ mau chóng, hoặc là cần đồng đội của bạn cấu rỉa khiến đối thủ mất máu nhiều và sau đấy là thực hiện các pha tấn công băng trụ và sự kết hợp của đồng đội để giải quyết mục tiêu mau chóng. Đó là lý do vì sao khi chúng ta sử dụng mắc cần phải có sự biến đổi linh hoạt. Anh em đừng quên rằng mắc là một vị tướng rất đa dụng và chiêu cuối của mắc càng đa dụng hơn chính điều mà mắc có. Đừng bao giờ tấn công một mục tiêu nếu muốn tấn công. Bạn có thể là mượn đường, bạn có thể giả hàng, bạn có thể kiểm soát tầm nhìn. Nhớ tận dụng mọi phương thức mà mắc có để mà sử dụng một cách tối ưu nhất vị tướng này. Trên đây là các mẹo để mà chơi mắc hoàn toàn từ các tình huống thực chiến, giúp anh em có thể giao tranh ngoài thực chiến vô cùng tốt chứ không chỉ là lý thuyết mà thôi. Ok, đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nếu anh em thấy video này có ích, vì tất cả đó chỉ là free mà thôi, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Đừng quên, nếu các bạn còn có kinh nghiệm thực chiến nào khác, đừng quên comment để mà ép các bạn trau dồi thêm vốn kiến thức để mà chơi tướng mắc này hiệu quả hơn. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do.
Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.